No. Làm sao người ta stitch cảm xúc của em được? Bởi vì em bị gài vô cái cảm xúc này. Cảm xúc của em không tự, em không tự điều khiển nó được à? Ok, anh nói hay lắm, anh nói hay lắm. You know. Không ai động tới cảm xúc của em được hết á. There needs to be some drama. I understand that. Drama. And the thing is, tên em mà drama đó, you are drama now. No, you are. Anh làm cái gì? Thì anh nói anh hiểu, anh sẽ qua đây anh nói nhỏ với em luôn. Thì tại sao anh không làm sao vậy? Mà nó nhỏ được? Nó nhỏ cái gì? Thì em nói rõ ra, thì nói rõ mình vẫn có thể nói nhỏ được, chứ không phải cái kiểu thì bây giờ em với anh là real. We're face to face. Real conversation. Mà có nói chuyện thật chân thật luôn. Đúng không? Còn cái hồi nãy á là nó quá fake đi. Nè, em come on, you can't fake that. Nó quá là giả luôn á. Even though I can feel mọi điều mà em mới nói khi mà em ra đó là em đang đốt lửa cho nó đó. Chuyện nó nhỏ xíu à. Cái drama nó chưa có luôn. Và bây giờ nó drama và bây giờ nó kịch tính rồi đó. Cắt cái đoạn này ra xuất sắc. Ok. No, come on. No. Why? Can't share with me. Đoạn này ra xuất sắc đúng không? Đoạn này ra xuất sắc nè. No, xuất sắc. I don't. Đoạn này ra xuất sắc luôn nè. Xuất cho chương trình đó chứ anh không thích. Anh thích vậy đó hả? Thì làm gì chương trình đúng không? Cái gì? Tốt cho chương trình chứ không phải cho anh. Thì anh gì chương trình? Anh gì chương trình là gì? Anh đâu, chương trình đâu cho anh gì đâu. Chương trình mà anh làm như vậy đúng không? Nè, anh tham gia chương trình này. Chương trình chỉ cho anh những cái tình bạn, những cái mối quan hệ thôi, ngoài ra không cho anh gì hết. Ok, em hiểu. Em hiểu là không phải anh set up. You were a puppet too. Anh cũng chỉ là một con rối thôi. Nhưng mà nếu như anh con rối, anh đâu có mất gì đâu. Anh cũng có thể nói anh đâu có mất gì đâu. Thì anh cũng có thể nói cho mấy trước mà. Ủa? Anh hả? Mấy trước cái gì? Nếu như mà anh muốn diện thì nói thẳng cho anh biết. Anh không phải là diễn viên nhá. Và anh diễn cái gì? Mọi người biết không, đây là cái cả một quá trình để có gì vui. Đây là cả một quá trình để có được chị khô gà. Không ăn được khô gà. Không ăn khô gà. Chồng em ăn được. Chồng em ăn được. Ồ. Anh ấy là người Hàn Quốc hả? Mới về nước. Vậy đấy, nghiêm trọng quá. Chị cho em chấm thử nha. Ok, bây giờ chấm thử. Nhưng mà cảm thấy có bị lạc lòi không? Nè, đây đây nè, rồi đây có mình tôi rồi. Nó là vậy ngay. Ba đứa mình. Ok, cho ba đứa mình. Ok. Anh nói nghe nè, chia phe đi nha. Đi ra uống nước thôi, tự nhiên hẹn nhau. Mọi người đang chia phe. Mọi người đang chia phe. Okay, mọi người đang chia phe. Bởi vậy tôi đang hỏi một câu là tiên ở đâu? Mọi người đang chia phe. Vấn đề ngày hôm qua, vấn đề tôi đã nói, bản thân tôi đã nói ngay ở trên cái thác nước á. Tôi nói với Vi rất là nhiều. Tôi muốn mọi người phải vui vẻ với nhau. Nhưng tại sao? Ủa, tôi hỏi tiên đang ở đâu trong cái bàn này? Có nghĩa là nói thẳng là tôi với tiên đang ở đâu. Mà tự nhiên 1, 2, 3, 4 nói chuyện. Làm sao? Là vấn đề gì? Ok. Hiểu không? Ok mọi người xin lỗi Thi. Tại biết sao? Đó là cái thái độ không tôn trọng và tôi cực kỳ rất khó chịu từ lúc nãy giờ. Anh đi động tới cái đó tôi phải một bộ thôi. Mà cái vấn đề thứ hai nữa đối với tôi, nguyên tắc tôi nói cái câu này tôi hiểu. Thì bản thân của tôi á, khi mà một khi tôi đã khó chịu lên rồi, tôi cũng hiểu Tuấn như thế nào. Nên tôi nhường một bước để gọi là ngày cuối cùng mình sẽ vui vẻ. Tại vì anh Tuấn nói câu nói đó là nó kêu lại cho tôi khó chịu. Nguyên tắc là nguyên tắc, đối với tôi là vậy. Ok, tôi im. Tại sao C và ấy nói chuyện là riêng với nhau thì sao mình không nói về vấn đề đó? Và cái vấn đề đối với tôi nói chuyện riêng không quan trọng, nhưng tôi không thích cái thái độ Tuấn nói chuyện với tôi như vậy, và cái cả anh Phúc cũng vậy. Cái đó là đang thiếu tôn trọng với tôi. Tại sao mọi người có thể nói chuyện nhẹ nhàng với tôi được mà, đúng không? Cái này chỉ là hiểu lầm thôi. Em nói là cái vấn đề thôi, không có gì hết được rồi. Không nói gì hết nữa, giờ bỏ qua được chưa? Tại vì đơn giản đối với tôi nè, không phải bộ mặt tôi lên. Có nghĩa là mọi người đang thấy bộ mặt tôi chứ vậy. Ok, có nghĩa là thế này, nó vậy, nhưng mà đối với bộ mặt tôi không ok. Tại vì tính tôi là tôi khó chịu, tôi phải làm thẳng. Anh đã xuống nước, anh xin lỗi em trước rồi để cho mọi cái không khí nó ok đi, rồi mình bình tĩnh rồi mình xử lý, ok chưa? Em xin lỗi anh Phú này nè, em không phải là được nước mà làm tới.
đây là cái cảm xúc của em thiệt. Mà mọi người đang rối vì anh không biết mọi người mắc cái vào sai ở đâu. Không, cái này anh không nói tại vì đơn giản anh sao? Không nói thì sao mọi người biết được, tại cái vấn đề là nó ở đây thôi chứ không phải là vấn đề xa xôi đâu. Nếu hai người cảm nhận ra, ba người có cảm nhận có thể nói chuyện riêng với nhau được thì làm ơn bắt cái bàn một cái bên nói chuyện, đừng ngồi trong bàn. Yêu thầy có là ai nói chuyện riêng? 1, 2, 3. Bởi vì tôi mới dặn một câu nói là Tiên đang ở đâu. Ở đâu có ai nói chuyện riêng gì ba Viên, người đâu Viên ngồi bạn bên kia. Tiên ngồi ở đây và Tuấn ngồi ở đây. Nó nói chuyện riêng nhau là nó là nó làm sao không? Không ai, không ai hiểu gì hết trơn. Em không hiểu đúng rồi. Không có đó, không hiểu. Nhưng mà anh nói nè, anh Tuấn ngồi đây. Em Phú ngồi đây. Nghe nói trước, em trừ anh ra. Em đây. 5 người đúng không? Em hiểu gì không? Em hiểu gì không? Em hiểu gì không? Anh Phú hiểu gì không? Cô không hiểu gì hết. Ông làm cái gì đó mơ hồ là sao không hiểu gì hết. Tuấn nó làm hay rồi nó đâu phải quá lâu đâu mà Tuấn nó không nhận ra được. Nhưng mà nó không biết là cái đoạn nào. Tại vì cái lúc mà mình nói chuyện nhau nó quá dài đi. Nó không biết là chuyện của ai. Nên là anh phải nói. Em nói thiệt với anh luôn là em hiểu rằng anh đang nghĩ gì trong đầu, anh đang nói chung là anh có suy nghĩ gì và anh đang bực cái gì, nhưng mà thật sự là cái chuyện này anh nói em không hiểu gì hết. Tại vì em có đó, em có nghe đâu biết. Thì em không nghe nhưng mà em muốn anh thì mọi người thì ba chuyện anh với Tuấn thì có ba người biết thôi. Nhưng mà anh Phú với anh Tuấn không có biết gì hết, chưa biết. Mâu thuẫn bùng phát thì bắt đầu trút hết mọi sự dồn nén của mình. Lý do gì thì không hài lòng với Tuấn, không một ai biết và ngay cả Tuấn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà quan trọng là anh không biết anh đang làm cái gì.